Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, what's up 500 anh em có khỏe không? Xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Rất vui khi lại được gặp mọi người trên kênh của mình nhá. Ui, ngoài này mấy anh em kiểu bắn nhau ghê quá nhở. Sợ quá. Ui, thanh niên ở đây. Ui, thì ngày hôm nay là trong video này, Kẹo với lại anh em sẽ cùng tìm hiểu về những cái thứ sắp cập nhật tới đây trong phiên bản Free Fire OB23 nha. Đủ má thanh niên kia. Nó dựng bông keo. Ờ, mày thích dựng bông keo không? Ui, toang mẹ ơi. Trời đậu xanh, thanh niên đã không có bông keo sao lại còn máu cơ. Chạy thế thì chả toang. Ui, anh ơi, anh đừng bắn em thế, em sợ. Đủ má thanh niên, từ từ anh em, tôi giải quyết thằng này cái đã. Ơ nhưng mà, không thấy. Ok, dù nha, thì Kẹo sẽ thông tin cho anh em về phiên bản OB23 nhá. Nhân vật mới xuất hiện trong phiên bản OB23 đó là Luqueta. Luqueta sẽ có một cái tính năng, đó là khi mà hạ gục được 3 mạng liên tiếp ấy, thì các bạn sẽ được cộng cái lượng máu tối đa, tức là anh em sẽ full 200 máu. Rất hay phải không nào? Và xuất hiện cùng với Luqueta đó là bộ trang bị gồm 4 cây súng, đó là Gatling Gun, VDS cũng như là M60 và SKS. Đó, có một skin mới rất là rực rỡ nha. Phải nói là tôi rất là hóng trong phiên bản mới OB23 mọi người nhá. Đó, thì những cái skin súng này sẽ có những cái chỉ số được tăng giảm thế nào thì mọi thứ vẫn còn chưa rõ, rất hóng. Ok, tiếp theo thì đó là thức tỉnh nhân vật Hayato. Như mọi người đã biết là trong những cái phiên bản trước thì đã có thức tỉnh nhân vật Kelly, thì bây giờ sẽ là thức tỉnh nhân vật Hayato nha. Để trở thành một Hayato có cái bộ trang phục nó ngầu hơn và tất nhiên là sẽ có tính năng mạnh hơn nữa nha, mạnh hơn so với Hayato hiện tại. Ok, con pet mới xuất hiện trong phiên bản OB23 sẽ có tên là Pompisante. Ok, một cái tên khá là dài. Thì nó là chim cánh cụt nha, nhưng mà không phải đến từ Madagascar cái quần què gì toàn tảng băng đâu. Con pet này thì sẽ có cái tính năng, đó là sẽ được cộng thêm những cái bom keo để cho anh em xài nha, nhưng mà nó sẽ theo liver đó. Mọi thứ thì vẫn đang còn chưa rõ. Sắp tới thì Kẹo sẽ lên rất là nhiều những cái video về phiên bản mới OB23, thông tin cho mọi người xem trước này, cũng như là review cái bản test thử nghiệm của các streamer. Hiện tại thì server test phiên bản OB23 là chưa có vô được. Streamer chỉ được tải trước thôi, thì khi nào mà chưa được sẽ lên video cho anh em ngay nhá. Thế nên là anh em đừng ngại ngần, anh em đừng tiếc một lượt đăng ký, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Đủ má thanh niên. Ôi ôi, tôi cố ý tôi để cho nó chạy vào tận trong này. Yo, rất là dễ. Hai kill nhẹ nhàng và tình cảm luôn ạ. Yo, và anh em ơi, tất nhiên là trong phiên bản này thì không chỉ là có như vậy đâu nha. Chắc chắn với anh em đó là trong phiên bản Free Fire OB23 thì nhà phát hành vẫn đang để ẩn rất nhiều thứ. Các bạn không muốn tiết lộ sớm cho anh em thôi. Yo, hiện tại thì mình đang ở doanh trại và khá là an toàn nhá, chưa hề chạm trán thêm thanh niên nào nữa. Hai kill đầu trận thì có vẻ như là hơi bị lâu anh em nhở. Anh em theo tôi luôn này. Yo, tầm này thì mình sẽ tiến lên phía cổng trời nhá. Nhưng mà này, xung quanh này có thanh niên nào không đấy? À, thằng nào vừa nhảy cáp treo xuống. Với mẹ đầu luôn. Cơ bản là mình nghe cái tiếng chân mà nó nhảy xuống biết liền luôn. Trời ơi, ngáo quá, thương quá. Yo, thì phiên bản OB23 còn có một cái rất là mới, đó là ra mắt đảo quân sự 2.0 nha, với rất nhiều những cái thay đổi. Anh em thấy không ạ? Thì bản đồ đảo quân sự lâu lắm rồi không được cập nhật nha. Thì bây giờ sẽ là đảo quân sự 2.0 nhá. Thay đổi rất là nhiều thứ luôn. Và có một điều Kẹo rất là thích, đó là khả năng cao thì trong phiên bản Free Fire OB23 sẽ có sự xuất hiện của Hồ Gươm nha. Hồ Gươm Hà Nội nhá. Tôi nói với anh em là không sai luôn. Lần đầu tiên là một địa danh nhá trong Việt Nam này lại được xuất hiện trên game Free Fire. Quá là hay đúng không nào? Cũng như là những cái tháp điện Nhật Bản như trên hình thì anh em không còn lạ lẫm gì đúng không nào? Đảo sa mạc rất nhiều luôn và những căn nhà sắc màu sẽ có trong Free Fire nha. OB23 rất là hay. Một số những cái công trình như kiểu là trường đại học này, cũng như là ui, một cái khu sang chảnh như thế này nhá. Mình thấy là nó khá là giống đối với cái xưởng tàu ngầm hay sao ấy, không nhớ lắm. Ok nha. Dù là trên đảo quân sự thì sẽ có những cái căn nhà mà mang kiến trúc kiểu Nga nhá. Ây, rất là hay, rất thú vị luôn.
Nhưng mà tôi nghĩ là kiểu như là một số những cái điểm trống trên đảo sa mạc. À đâu nhỉ? Nhầm mẹ luôn, lú luôn. Một số điểm trống trên đảo quân sự thì sẽ được thay đổi. Cũng như là mình không muốn là bất cứ một cái điểm nào trên đảo quân sự này phải kiểu thế chỗ cả. Khả năng là sẽ như vậy, bởi vì là nếu mà thêm khu mới thì nhiều khi là sẽ phải thay thế một số những cái khu cũ đi, đúng không? Thì nếu mà anh em chơi game lâu Free Fire thì anh em cũng biết cái điều này mà. Đủ má thanh niên kia nó chạy. Ui dồi ôi, đứng lại anh em ơi. Từ 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 nhá. Ui vãi cả nồi. Mấy anh ơi, bắn em từ từ ấy, em sợ vãi. Đủ má. Mấy ông này kiểu bắn mình thóc con mẹ cả team vào trong ấy. Rồi mình tính nào. Ui thôi từ. Thanh niên kia kiểu ngáo mẹ rồi. Thanh niên này là toang với tôi nhá. Chạy làm sao được. Vẫn né được cơ. Hay. Nào lựu đạn không trúng rồi. Tiếc quá nhở, đứng lại. Ui ôi, vẫn chạy được luôn này. Chạy là chạy thế nào. Ui anh ơi. Đủ ma đã bắn mình ra vai. Mặc dù là mình có xài tính năng của Alok luôn ạ. Không sao, rất là hên. Lúc này kẹo vẫn đang còn sống cơ. Ui anh đừng ơi, anh ơi đừng, em ở trong này cơ. Ui anh ơi, anh tuổi gì. Vứt nhẹ nhàng cái vỡ đầu. Đủ ma nó tính ăn tôi cơ anh em. Ăn là ăn kẹo thế nào. Đã bảo rồi, bao lần ăn kẹo không có dễ đâu nha. Và tầm này thì bạn nào chưa like cho video thì nhớ nhấn nút like video để ủng hộ cho kẹo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tiếp theo thì trong phiên bản Free Fire OB23 sẽ có sự xuất hiện của những cái bộ trang phục mới thôi. Anh em thấy không? Một bộ trang phục mới khá là ngầu dành cho nam và tất nhiên cũng sẽ có luôn mà. Bộ trang phục ngầu lòi dành cho nữ nữa. Thì ở đây mình thấy là nó mang cái phong cách rất là dị kiểu như là chú hề. Giống kiểu chú hề ma quái á. Thì mọi người cũng biết là trong game Free Fire rồi đúng không ạ? Yo. Ui còn có 4 đứa. Ấy, anh em cố gắng nhá. Game này top 1 nhá. Tầm này là còn có 4 đứa thôi. Ui nếu mà cố gắng hết sức là mình cũng được 9 kill top 1 ạ. Được luôn này. Ui quả tên nên dựng con keo này. Ui bạn ơi đừng bắn nhá. Mình đang chạy mo vào. Pha đấy thì có thể là nếu mà địch nó quay lại bắn thì khả năng là tôi toang ấy. Cơ bản là tôi không có mông keo cơ. Nên là bây giờ anh em phải di chuyển hết sức là cẩn thận không ạ. Đây bản đếm số sớm lạ. Điều kẹo không muốn đâu. Kẹo muốn ở lại với anh em cơ. Vẫn ngồi chém gió xàm xàm với các ông cơ. Đủ má mày ra đây. Nhưng mà nó vẫn đứng sau ông kẹo. Cày cú thật sự này. Mày ra đây. Đủ má nó cậy. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Nó đéo ra câu ạ. Ôi ôi. Bạn ơi. Bạn ra đây hộ mình cái. Nó không ra luôn ạ. Xin người luôn ạ. Ra đây bạn ơi. Khó chịu vãi nhở. Nào người anh em, cứ để kiểu tôi phải cầm cái X18 tôi sẽ muốn keo. Các bạn là mình cũng nhiều đạn súng trường mà. Chơi luôn nhá. Bố mày sợ mày quá cơ nhá. Sấy thì sấy bông keo, anh cũng phải ngại chú cơ. Làm sao, sắp nổ chưa? Tôi thể với các ông luôn, tôi có M82B là tôi rũi nó chết con mẹ nhà nó luôn ấy. Kiểu không có súng bắn xuyên bông keo nên là cũng hơi toang nhỉ. Nó dụng bông keo dày vãi luôn, các ông thấy không? Nhưng mà lên bảng điểm số mà nói nhiều. Nó là nó kiểu dựng phòng thủ thanh niên ở trước cơ. Nhưng mà ở sau mình đang ở ngay sau cơ mà. Yo. Thanh niên quá đen, quá nhọ cho một cuộc tình. Để xem nào không biết là. Đây tranh thủ rút đồ nhanh cái anh em ơi. Ui túi máu bây giờ không có nhá. Ui bỏ mẹ ơi. Bây giờ là không có máu nữa cơ. Này. Nó lại dễ quá cơ. Tầm này còn thật cuối nhá. Ui câu anh cẩn thận. Tôi chỉ kiểu ngại vãi bây giờ kiểu không có máu. Ui bo thu này. Bom keo không có. Chết tôi rồi. Chỉ là cái nội tại của Alok thì nó hồi chiêu hơi lâu nên là cũng hơi toang ấy. Đủ má nó đâu ta. Hình như là nó ở ngay tảng đá trước mặt. Đúng không? Anh em xem đúng không nhở? Tôi cũng không biết được nữa cơ. Vâng hiện tại thì kẹo sở hữu combo súng X-M8 này. MP40 này. Dậu từ từ ra ngoài cái. Tôi thể luôn. Tôi run vãi không ạ. Đủ má bây giờ kiểu. Ui phía sau này thì lại không chạy không núp được. Thế thì. À đây. Đủ má mày. Chạy đi em ơi. Dậu. Ui nhưng mà. Chạy lẹ. Bây giờ là tôi phải qua cái chỗ tảng đá này. Nhưng mà chạy chéo chéo một tí để cho nó không bắn đấy. Nó mà bắn tôi là tôi xác con mẹ nhà mà định luôn cơ bạn. Không mong keo mà. Đây được rồi nhá. Làm sao hả? Xấy luôn mong keo nào mình sợ chứ. Ui ôi người thanh niên làm gì đằng sau mong keo đấy. Từ từ công nhá. Bố mày lại sợ mày quá cơ hả? Ra đây em ơi. Nào ra đây em ơi. Nó đéo ra câu ạ. Ui câu liệu quá sợ quá. Từ anh em ơi. Tầm này khoảng cách hơi xa nên là mình phải chạy lại gần hơn xíu mình mới câu liệu được. Ui cái gì đấy.
Úi bạn ơi, bạn là mình sợ quá, bạn là mình vãi cả tè ra quần. Đây đây đây, ném cờ đi qua, đúng rồi bây giờ nhá. Cấm nhưng mà 8 này bắn xa luôn này. Ra đây em. Ui ôi, 124 máu, thế thì thằng này toang mẹ rồi. Còn siêu máu ấy. Yo yo, win. Buya anh em ơi, tuyệt vời ông ở trời luôn á. Mọi người ơi, ở tầm này thì bye bye anh em và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Nhớ like với đăng ký kênh để ủng hộ cho kẹo nhá. Nhấn chuông giúp kẹo nha. Bye bye.